thước cột 5m các bạn. Rồi về cũng nhiều ha. Elora. Rất là nhẹ tay. À, đợi mình xíu mình còn quay này giới thiệu thêm nữa. Cái bao tay kỹ thuật các bạn. Bao tay kỹ thuật. Rất là nhiều ha. Đấy. Size cho cỡ size của người châu Á mình nha các bạn. Rất là vừa vặn. Cỡ size cho người châu Á mình nha. À, rất vừa vặn. Vừa với cái cổ tay của mình luôn các bạn. Mình nặng 62kg ha, cao 1m7. Đấy. Rất là vừa. Kính bảo hộ các bạn ha. Về đợt này mình về cũng nhiều lắm. Quá trời. Đây là phía bên trong của nó. Nó có tổng cộng là 3 trồng các bạn ha. 3 trồng 3 màu khác nhau. Đây, 3 trồng 3 màu khác nhau. Tùy cái điều kiện làm việc của mình thì mình sẽ thay cái trồng các bạn. À, màu vàng, màu đen và màu trắng. Đấy. Rất là tiện ha các bạn ha. Cũng rất là gọn gàng trong cái hộp này. Hàng Đức nha các bạn. Sử dụng thì khỏi phải lo về về mắt, những cái bệnh về nghề nghiệp các bạn khi sử dụng cái này thì các bạn không phải lo. Hàng Đức thì nó chuẩn rồi. À, rất là nhiều.